trình, vì vậy nên cô muốn giới thiệu sơ với các em về cái quyển sách, cái giáo trình chúng ta sẽ học. Instruction. And this is the book you are going to learn this semester. Chúng ta sẽ học trong cái học kỳ 1 này thì chúng ta sẽ học cái quyển sách màu xanh này các em à. Giáo trình mới, giáo trình trình quyển sách A4 lớn và có cái bìa bóng. Và cái quyển màu xanh này đó là dành cho học kỳ 2 của các em. Các bạn nhớ mua đúng cái quyển sách của mình. Và trong một cái học kỳ thì các em sẽ có 5 unit. Và mỗi unit chúng ta sẽ có cái nội dung gồm có 8. Chúng ta sẽ học trong 8 buổi học, trong 8 lessons như cô đã liệt kê. Bởi vì chúng ta đang học các cái giờ học online, không thể nào mà chúng ta học hết được tất cả các cái kỹ năng này. Vì vậy nên các em nhớ trong cái chương trình học online của chúng ta thì các em chỉ học viết Getting Started, viết Language, Reading và Looking Back. Còn những cái kỹ năng còn lại thì khi nào chúng ta quay trở lại trường thì các em sẽ được học sau. Ok. Right. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài học các em nè. Now before we get started, let's watch a video. Okay. Was it fun? Now next, let's answer the questions about the video. Okay. Now tell me who is the man? Do you know that man? Good job. Bảo Ngọc. Good, good. I think all of you know this man because he is one of the most famous comedy character, right? Mr. Bean, okay. Now the next question. What was he doing? Now tell me. Now what was he doing? Good. Các bạn trả lời rất là nhiều. Ông Văn Thịnh. Okay. Các bạn cho cô một cái câu trả lời chính xác nhất nè. Bạn Khánh Hưng 10.4. Good. Tự nhiên, right? He was doing the housework. Ông Bình này đang làm việc em. Đang làm việc nhà, right? Do the housework. Now, can you list some housework did he do? What household chores did he do? Do you remember? Bạn có thể liệt kê một số những cái công việc nhà mà ông Bin này đã làm à? Cứ Thảo Yên. Good. What else? Good. Quỳnh Thu. Now something else, còn gì nữa nào? Clean the closet, good. Vacay, do the laundry, good. He did many things, right? Such as cleaned the floor, or clean the toilet, do the laundry, or vacuum the floors, and many other things. Good, các bạn cho rất là nhiều đáp án chính xác. Now number four, question number four. Was there anyone to help him? Was there anyone to help Mr. Bean? Yes or no? Yeah, good. Khánh Hưng và Trâm. Good. No. Right? He did all the things by himself. Ông Bean làm tất cả những cái thứ này. Tự mình làm và không có ai giúp đỡ ông ấy. And the last question. Do you think he was tired of doing all the chores? Well, he is tired. Can you guess? Yes, maybe, right? Nếu mà làm một người mà làm tất cả việc nhà cả ngày quần quật thì chắc có lẽ là người đó sẽ rất là mệt, đúng không em? Tired of doing the chores. Okay, now we move to the next. This is a picture. Now look at the picture. Who are they? Can you guess who are they?
They are family, yes. Khánh Hương, good. They are family. Yeah, they are members in a family, right? Now, do they share the housework together? Yes, cô có hỏi là mọi người em thấy nhìn bức hình này thì những người trong gia đình này họ có chia sẻ công việc nhà với nhau hay không? Yes, right. And can you guess how do they feel? Look at their faces. Nhìn vào khuôn mặt của những người này thì chúng ta thấy như thế nào em? How do they feel? They happy, yes. They are smiling. They are talking together and maybe they look, they are happy, right? Những người này thì có vẻ rất là vui đúng không em? Vừa làm việc và vừa nói chuyện, cười vui. Vậy nên có vẻ là gia đình rất là hạnh phúc. Và trong gia đình thì các em biết là các thành viên trong gia đình sẽ có thể là tương tác với nhau và chia sẻ với nhau rất nhiều những cái hoạt động như công việc và tất cả những cái đó chúng ta nó tạo thành một cái gì các em, một cái cuộc sống gia đình. Và đó chính là cái chủ đề, the topic of unit 1, family life, cuộc sống gia đình. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu cái bài học ở đây các em nha. Family life, cuộc sống gia đình. Nào, trong cái unit 1 thì chúng ta sẽ học những cái nội dung nào? Về phần ngữ pháp, về phần language, chúng ta sẽ học các cái từ vựng vocabulary about household chores and duty. Từ vựng các em sẽ được học về những cái công việc nhà và những cái công việc trong gia đình, duties. Tiếp theo chúng ta, các em sẽ được học các cái phần phát âm, pronunciation của ba cái cặp âm đó là tra, kra and bra. Tiếp theo về phần grammar, các em sẽ ôn lại hai cái thì đó là present simple and present continuous. Do you know what are they? Hai cái thì này các em nắm rõ chưa nào? Các em nhớ khi cô nói đến present simple and present continuous thì các em có nhớ ra hai cái thì này không? Good. Nó rất là cơ bản, hai thì cơ bản trong tiếng Anh. Okay. Tiếp theo về phần skills, các cái kỹ năng thì chúng ta sẽ nói về các cái lợi ích của việc chia sẻ công việc nhà, trao đổi những cái quan điểm về những cái công việc nhà, vai trò của các thành viên trong gia đình, và có thể là viết một cái bài ngắn về cái việc chia sẻ công việc nhà trong trong gia đình của em như thế nào. Okay. Và phần cuối cùng đó là các cái ứng dụng về giao tiếp cũng như là văn hóa trong cái văn hóa xã hội của cái chủ đề này. Rồi hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cái tiết đầu tiên của cái unit 1, đó là tiết Getting Started, khởi động, bắt đầu. Okay. Now, firstly, here we have a conversation. Now tell me how many people are talking. How many? Four? No, not four. Yeah. Two. There are two people. And who are they? Who are they? Good. Quỳnh Như, Hiếu Thuận. Now tell me who are they? Good. They are Nam and Mr. Long or Uncle Long, right? Now, next one. We will listen and read the conversation here. Okay. Em sẽ nghe và tập đọc theo cái đoạn hội thoại này. Now let's listen. Listen and read. Hello. Hello, Nam. This is Uncle Long. Is your dad there? I'd like to ask him out for a game of tennis. Well, I'm afraid he can't go out with you now. He's preparing dinner. Is he? Where's your mum? Doesn't she cook? Oh, yes. My mum usually does the cooking, but she's working late today. How about your sister and you? Do you help with the housework? Yes, we do. In my family, everybody shares the household duties. Today, my sister can't help with the cooking. She's studying for exams. I see. So how do you divide household chores in your family? Well,
Both my parents work, so we split the chores equally. My mother cooks and shops for groceries. My father cleans the house and does the heavy lifting. My sister does all the laundry, and I do the washing up and take out the rubbish. Really? It's different in my family. My wife handles most of the chores around the house, and I'm responsible for the household finances. She's the homemaker, and I'm the breadwinner. Anyway, I have to go now. Tell your dad I called. Bye. Oh yes, I will. Bye, Uncle Long. Okay. Now listen again. Chúng ta nghe lại một lần nữa các em à. Listen and read. Hello. Hello, Nam. This is Uncle Long. Is your dad there? I'd like to ask him out for a game of tennis. Well, I'm afraid he can't go out with you now. He's preparing dinner. Is he? Where's your mum? Doesn't she cook? Oh, yes. My mum usually does the cooking, but she's working late today. How about your sister and you? Do you help with the housework? Yes, we do. In my family, everybody shares the household duties. Today, my sister can't help with the cooking. She's studying for exams. I see. So how do you divide household chores in your family? Well, both my parents work, so we split the chores equally. My mother cooks and shops for groceries. My father cleans the house and does the heavy lifting. My sister does all the laundry, and I do the washing up and take out the rubbish. Really? It's different in my family. My wife handles most of the chores around the house, and I'm responsible for the household finances. She's the homemaker, and I'm the breadwinner. Anyway, I have to go now. Tell your dad I called. Bye. Oh yes, I will. Bye, Uncle Long. Okay, các em về nhớ cố gắng luyện tập cái đoạn hội thoại này ha. Và cái phần tiếp theo chúng ta sẽ qua cái hoạt động thứ hai. Là the second activity. Chúng ta sẽ làm một số các bài tập liên quan tới cái đoạn hội thoại này. Và cái bài tập đầu tiên đó là dạng bài tập true or false statements. Bài tập gì các em? Đúng sai, xác định đúng sai. Bài tập này nằm ở trang số 7 nào. Here we have six sentences, six statements, okay? And they are about the conservation you already listened. And what you have to do now is try to find out if the statement true or false, or maybe not given. Các em có 6 cái câu này và nó được nằm trong cái nội dung nó xoay quanh cái đoạn hội thoại chúng ta vừa nghe. Và cái nhiệm vụ của chúng ta đó là nghe lại, xem đọc lại cái đoạn hội thoại và chúng ta xem thử là từng cái câu này nó true, thông tin nó đúng hay là false, hay là sai. Và nếu như mà cái thông tin nó không đề cập hoặc là chúng ta không thể xác định được thì chúng ta sử dụng not given. And she, okay? Và với cái dạng bài tập này thì đầu tiên, việc đầu tiên chúng ta nên làm là gì các em? Chúng ta có phần này với mỗi câu thì chúng ta đọc từ đầu đến cuối cái đoạn hội thoại hay là chúng ta làm gì? Try to find the keywords. Chúng ta sẽ cố gắng tìm những cái keywords của từng cái câu và chúng ta sẽ dựa vào cái keywords đó. Chúng ta tìm đến cái đoạn nào trong cái đoạn hội thoại mà nó chứa cái thông tin. Chúng ta khoanh vùng cái thông tin và sau đó chúng ta tìm đọc một vài câu ở xung quanh cái chỗ, cái từ khóa đó để chúng ta tìm cái thông tin đúng hay sai. Chứ còn nếu mà em không tìm cái keyword và em cứ ngồi em đọc từ đầu đến cuối đoạn hội thoại thì nó rất là mất thời gian và nó bị lăng ma. Okay. Các em có nghe không ạ? Các em có nghe cô nói không? Can you hear me? Okay. Bạn nào không nghe thì em kiểm tra lại coi cái mới là âm thanh của mình. Ok. Và với câu hỏi số 1 nè. Statement number 1. What are the keywords? Với cái đoạn câu số 1, em đã cho cô biết một số những cái keywords trong cái câu hỏi số 1 nè. Ok, thank you. Lợi.
Thanh Lợi. Và em tìm cái keywords trong câu số 1 nào. Nam, father, Nam's father, good. What else? Còn gì nữa em? Chúng ta tìm từ khóa, những cái từ chính trong cái câu đó, để sau đó chúng ta dựa vào các cái từ khóa này chúng ta tìm đến thông tin trong cái đoạn hội thoại. Play tennis, good, tennis. Right? Chúng ta có thể có hai từ này. Now number two. Number two. Busy, good. Lam Uyên, good. What else? Còn từ nào nữa các em? Who's busy? Nam's mother, chính xác. Những cái tính, những cái danh từ trong cái câu luôn là những cái từ khóa rất là quan trọng. Okay. Nam's mother and busy or busy woman. Now number three. Good. Good. Thảo Uyên, Bảo Trâm, good. Nam's sister. And what else? Cooking dinner, right? Cook dinner. Oh, sorry. Number four. Now number four. Các em tìm cái keywords của câu số 4 nào. Sometimes, not never, or not usually, but sometimes. What else? Nam's father and cooked. Câu này thì những cái từ rất là cơ bản, không có những từ thừa. Những từ đều rất là quan trọng. Number five. Can Thanh Uyên, good. Lam Uyên. Number five, everybody. What else? Còn gì nữa em? Everybody. Tất cả mọi người luôn, nhưng mà mọi người ở đâu? Yeah, in Nam's family. Not Uncle Long's family, but Nam's family. Những người trong gia đình của Nam. And what else? Do and housework. Okay. Good job, Thanh Thanh. And number six, not the last one. Mr. Lam, right? And never. Những cái trạng từ cũng rất là quan trọng em ấy. The household chores. Okay. Rồi chúng ta đã tìm được các cái keywords cho 6 cái câu này. Bây giờ chúng ta sẽ có 5 phút. Em có 5 phút để đọc lại, tìm đến cái từ này trong cái đoạn hội thoại của mình, và đó chúng ta xác định coi các câu này nó true or false or not given. Em tự làm nào. Ví dụ như ở câu số 1 chẳng hạn, thì chúng ta tìm đến cái từ tennis này, hoặc là từ Nam's father, hoặc là father. Chúng ta tìm được hai cái từ này và chúng ta đọc coi xung quanh cái thông tin về tennis và father đó, nó nói gì. Nó có đúng những cái câu người ta đang cho hay không? Câu thứ hai, chúng ta tìm đến thông tin về mother, mà trong đoạn này thì bạn nam bạn không nói là mother mà bạn có thể dùng là mom. Right. Okay, now let's check the answer for this statement. Okay, chúng ta sẽ thử kiểm tra xem mấy cái câu này đúng sai như thế nào của em ạ. Now for number one, các bạn sẽ có kiểm tra đáp án của em ạ. Hiền, good. Good. Hầu hết các em đều cho đáp án chính xác, có một số bạn nhầm thôi. Okay.
Rồi chúng ta kiểm tra thử câu này nó thông tin nó đúng sai như thế nào em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái thông tin này trong cái đoạn này nó nằm ở đâu. Ở ngay cái ba cái lần đối thoại đầu tiên trong cái đoạn. Đó là câu nói khi mà Mr. Long điện thoại và rủ ba của bạn Nam đi đi đánh tennis đúng không em? Thì Nam đã trả lời như thế nào? I'm afraid he can't go out. Bạn dùng cái động từ gì các em? Can't. Cháu e là cháu sợ là ba không đi được đâu, đúng không các em? Bạn dùng động từ can't có nghĩa là bố của bạn, bạn Nam này có đi được không các em? Khi mà chú Long rủ thì bố bạn ấy không đi được. He can't go out, right? Thì vậy đáp án này chúng ta sẽ có đáp án false. Chính xác, các bạn làm chính xác. Ok, không đi, đi chơi tennis với lại chú Long được, Mr. Long được. Now, number two. Is Nam's mother a busy woman? Có phải là mẹ của Nam là một người phụ nữ rất là bận rộn hay không? No, có một số bạn chính xác. Okay. Chúng ta coi nè, tìm cái thông tin về mẹ của bạn. Trong cái đoạn này thì Nam có nói là my mom. Có nhắc đoạn em, có nói là but she's working late today. Ngày hôm nay thì mẹ đi làm về trễ. Ngày hôm nay trễ như những ngày khác thì chúng ta có biết là mẹ bạn này có phải đi làm trễ không em? Chúng ta không xác định được. Một ngày trễ thì chúng ta không thể nào là quy là tất cả các ngày khác đều làm trễ. Có nghĩa là chúng ta không biết được là cô này có bận hay không. Chúng ta không chắc về đó. Về đáp án của câu số 2 sẽ là not given. Ok, không xác định được, không biết là mẹ của Nam có phải là một người phụ nữ bận rộn hay không. Ok, number 3. Nam's sister is cooking dinner. Good food in. Anh Thư. Good. Tất cả các đáp án đều chính xác. Đó là đáp án gì các em? False. Vậy vì sao? So what is she doing now? Lúc này thì chị của bạn Nam là đang làm gì các em? Lúc này chị bạn không nấu ăn thì chị bạn Nam đang làm gì? What is she doing? Trong bài có đề cập đó các em. Good, Ngọc Anh, good. She is studying for exams. Lúc này chị không thể. My sister can't help with the cooking because she's studying for exams. Chị đang phải học thi, vì vậy nên cô ấy không có nấu cơm. Right, so this statement is false. Chính xác. Oh, sorry, number 4 nè. Number 4, sometimes Nam's father cooks. Good, Khánh Huyền, right? Now, let's check for number 4. Trong này, trong đoạn có đoạn nào người ta nói về việc là ba của bạn Nam nấu ăn không em? Cook. Em có nhìn thấy câu này không? Khi mà ông Long rủ ba của Nam đi đến tennis thì bạn Nam có nói là he's preparing dinner. Có nghĩa là he's cooking dinner, right? Lúc này là ba của cháu đang nấu cơm tối á. Và thông thường các em đọc thêm một xíu nữa coi thử là thông thường thì trong nhà này ai là người nấu ăn? Who usually does the cooking? Right, mom. Thông thường thì mẹ của bạn Nam mới là người nấu ăn. Và những cái lúc mà mẹ bận thì sẽ có người khác thay. Chẳng hạn như hôm nay đó chính là ba của Nam. Vậy khi mà người ta không làm thường xuyên thì chúng ta sẽ dùng cái trạng từ nào các em? Sometimes. Vì vậy câu này sẽ là đáp án true. Good. Các bạn đều cho đáp án chính xác. Good. Tuệ Nhi, Hoài Ngân. Good. Now number 5. Nghe câu này em làm chính xác đó, bởi vì câu này thông tin nó nằm rất là rõ trong cái đoạn hội thoại của chúng ta. Good. Lâm Uyên, good. Everybody, tất cả mọi người trong gia đình của Nam đều làm công việc nhà, đều share công việc nhà.
Ở đây chúng ta có một cái câu mà nó hầu như là nó tương đương về nghĩa với cái câu, cái statement của chúng ta, đó là câu nào em? Bạn Nam có trả lời đó là in my family everybody shares the household duties. Trong gia đình của cháu thì mọi người đều chia sẻ cái trách nhiệm của công việc trong trong gia đình. Và câu này chúng ta có thể thấy nó về nghĩa nó hoàn toàn trùng khớp với cái đáp án ở câu số, với cái câu số 5 này. Vì vậy đáp án này sẽ là true, chính xác. Good. Okay. And the last one, number 6. Mr. Long never does any household chores. Chú Long này không bao giờ làm việc nhà. Good. Thảo Yên. Thanh Thanh, good. Đúng không em? Ông Long không bao giờ làm việc nhà. Chúng ta coi lại này, có đoạn nào mà người ta nói về cái việc chú Long này chia sẻ về cái công việc nhà của chú. Chú nói này, cái đoạn cuối này: my wife handles most of the chores around the house and I'm responsible for the household finances. Vợ của chú thì xử lý hầu như là mọi việc, most of, hầu hết mọi việc trong nhà. Còn chú thì responsible for the household finances, chịu trách nhiệm về những cái tài chính của gia đình. Chú này có đề cập là chú là người lo cái vấn đề là tiền nong trong gia đình, nhưng mà có nói gì là chú có làm việc nhà không em? Người vợ thì làm hầu hết, most of the chores, hầu hết thôi chứ không phải là tất cả. Có nghĩa là sẽ có trong gia đình sẽ có những người khác làm một số việc nào đó. Và chúng ta cũng không biết chắc là cái chú Long này ngoài cái việc kiếm tiền cho gia đình thì chú có làm cái việc nhà nào hay không. Chúng ta không biết. Vì vậy chúng ta không thể nào mà dùng cái trạng từ tuyệt đối là trạng từ never. Okay. Vì vậy câu này sẽ đáp án là gì các em? Not given. Không xác định được. Không rõ thông tin. Okay. Not given. Okay. Câu này nhiều bạn, có một số bạn làm bị sai nè. Em cẩn thận nha. Okay. Now let's move to the next activity. Chúng ta qua cái hoạt động tiếp theo. Now next one. Ở đây các em có 7 từ. We have 7 words and phrases. Chúng ta có 7 các từ. Đầu tiên chúng ta sẽ làm gì? Listen and repeat. Các em sẽ nghe và đọc lại các từ này. Ở sau mỗi cái từ này, khi mà cái máy nó đọc thì nó sẽ có khoảng thời gian trống để các em đọc theo. Okay, try to listen and repeat the words and phrases. Now let's listen. Rubbish. Washing up. Laundry. Household finances. Groceries. Household chores. Heavy lifting. Okay. Chúng ta cố gắng luyện các từ này thêm các em ạ. Now next one, I have shown you 7 pictures. Now what you have to do now is match the word with the picture that demonstrates the word. Okay. Các em sẽ làm gì? Em nối các cái từ với lại cái bức hình mà minh họa cho cái từ đó. Okay. Now try to do it. Okay, now tell me now the word, the first word, rubbish. So which picture? Chúng ta có bức hình nào các em? One and B. Good. Bức hình đầu, bức hình thứ hai. Đó là cái gì các em? Rubbish. Good. Vậy bạn nào cho biết cái nghĩa của từ rubbish là gì các em ạ? What does this mean? Rubbish. Good job. Kim Nguyên, good. Okay. Jack, right? Rác trong nhà, rác thải. Now the second one, washing up.
Từ này không phải là thùng rác em ạ. The dustbin or rubbish bin, chúng ta có cái bin ở phía sau thì nó mới là cái thùng rác. Washing up, good, rửa chén. Và chúng ta sẽ có cái hình của nó, đó là đáp án 2. COD, một số bạn chọn C và một số bạn chọn B. Or what else? Bức hình, từ washing up thì nó là bức hình nào đây em? Good job, Thu Thảo, right? Bức hình E, rửa chén em, hoạt động rửa chén, washing up. Now the next one, number 3, laundry. Laundry. Em để ý mà đi dọc đường ở một số những cái gần các cái các khu dân cư hoặc là gần các cái trường đại học chẳng hạn, nó có những cái laundry là làm gì các em? Giặt ủi, chính xác, laundry, các cái tiệm giặt ủi, và cái laundry nó có nghĩa là hoạt động giặt ủi. Vậy chúng ta sẽ có đáp án cho cái bức hình, cho cái từ thứ ba, đó là đáp án C. Right. Number 4. Household finances. Lúc nãy chú Lâm có nói là I'm responsible for household finances. Đó là gì các em? Các cái tài chính, vấn đề tài chính trong gia đình. Và bức hình đầu tiên chúng ta thấy một số những cái dollars, right? So, A4. Cái công việc tài chính hoặc là những cái bạn làm uyên, những cái tài chính, vấn đề tài chính trong gia đình, chính xác như vậy. And number 5, grocery. Grocery. Good job, Bảo Ngọc, Thu Thảo, Hiếu Thuận. Grocery là cái gì các em? Là những cái đồ đạc, những cái đi mua sắm, những cái gì các em? Các cái hàng hóa, những cái đồ tạp phẩm trong dùng trong gia đình. Okay, grocery. Number 6, household chores. Cái từ mà chúng ta đã gặp ngay cái đầu cái đoạn hội thoại. Đáp án D, right? Những cái công việc nhà, việc nhà. Okay, household chores. And the last one, heavy, heavy, lift and heavy. This means cái những cái việc mà khung vác rất là nặng. Heavy lifting. Okay. Chúng ta cố gắng nhớ những cái từ này và cái nghĩa của nó. Right. Cô sẽ show lại một lần nữa. Rồi em nhìn lại cho cô một lần nữa nè. Các cái bảy cái cụm từ này, theo em nghĩ thì nó là loại từ gì? Nó là danh từ hay là động từ hay là tính từ? Noun or verb or adjective? Cái từ này nó là loại từ gì các em? Good, Thanh Thanh, good. Yeah, good. Những cái từ này đều là các cái danh từ. Okay. Và cái nhiệm vụ tiếp theo của các em sẽ làm gì? Chúng ta sẽ tìm xem thử là các cái danh từ này nó có thể đi với các cái cụm từ hoặc là những cái động từ nào. Bằng cách chúng ta sẽ tìm các từ này trong cái đoạn hội thoại và xem thử những cái người ta đã dùng những cái động từ nào để đi với các cái danh từ này. Ok, em thử nhìn lại đoạn hội thoại và xác định cho cô nè, những cái động từ nào đã được dùng cho mỗi cái cụm từ này, mỗi cái danh từ này. Cái là for number one, chúng ta kiểm tra coi với cái chữ household chores thì người ta đã dùng những cái động từ nào. Chúng ta nhìn lại nè. Trong này chúng ta có đáp án nào? Thứ nhất đó là divide household chores, động từ divide. Okay. Và tiếp theo, ở cái dòng tiếp theo, bạn Nam có dùng cái động từ gì các em? Split, split the chores. Ngoài ra chúng ta còn có thể dùng cái động từ nào khác, người ta dùng động từ nào khác nữa nè. Good job Tuệ Nhi, đó là động từ handle, handle most of the chores, handle the chores. Và ở đây chúng ta sẽ có ba cái động từ được sử dụng cho cái cụm danh từ household chores, đó là động từ divide, split. Hai động từ này có nghĩa là gì các em? Động từ divide và split, bạn đã biết hai động từ này? Who knows? Good job,
Hoàn mỹ, good. Động từ divide và động từ split là hai cái động từ đồng nghĩa với nhau và nó có nghĩa là phân chia. Chia, okay. How about handle? Động từ handle, what does this mean? Handle the chores or handle the household chores. Xử lý, good. Xung giao, động từ handle, xử lý, nắm, nắm hoặc là xử lý những công việc nhà. Okay. Now number two, chúng ta kiểm tra coi động từ với từ rubbish hoặc là chúng ta có thể dùng từ garbage hoặc là trash, các cái từ đồng nghĩa rất là phổ biến, thì người ta sẽ dùng với cái động từ nào, đi với rubbish nào. Good job Hồng Xuân, good. Và trong này người ta có dùng cái động từ take out the rubbish, có nghĩa là gì nào? What does this mean? Take out. Bạn đã biết động từ take out the rubbish có nghĩa là đi. Good job Lan Uyên, Lan Uyên. Cụm từ này nghĩa là đi, đổ, đổ rác, take out the rubbish. Good. Now number three, laundry. Với laundry thì chúng ta sẽ dùng cái động từ nào? Good. Tự Nhi, Thu Thảo, Phương Gia, Bảo Ngọc, good. Chúng ta nhìn thử chứ laundry trong bài này người ta đi với do. Do all the laundry, do the laundry. Giặt ủi. Giặt đồ hoặc là giặt ủi đúng không? Do, okay. Now, how about groceries? Với cái từ groceries thì chúng ta sẽ dùng cái động từ nào các em? Hồng Xuân, Anh Thư, good. And my mother shops for grocery. Mẹ thì đi hay đi mua sắm, shop for grocery, okay. Chúng ta sẽ có động từ đi với cái danh từ grocery chính là shop for. Now how about number five, heavy lifting. Chúng ta đi với động từ nào các em? Khánh Huyền, good. My father cleans the house and does the heavy lifting. Bố thì lau nhà và làm những công việc nặng. Và chúng ta sẽ đi với cái động từ do. Okay. Do the heavy lifting. Do the heavy lifting. Okay. Now next, number six. Washing up. Washing up. Okay. Similar, tương tự chúng ta sẽ có cái động từ đi với washing up cũng sẽ là động từ do, chính xác em. Do the washing up. Right? Yeah. Do the washing up. How about the last one? Household finances. Chúng ta sẽ dùng cái từ nào hay là cái cụm từ nào với em? Good job, Tệ Nhi, Thảo Yên, Phương Gia, good. Ở đây chúng ta sẽ có một cái cụm tính từ người ta dùng với cái danh từ household finances, đó là cụm responsible for, chịu trách nhiệm, okay. Đây là một cụm tính từ, vậy nên em sẽ phải dùng một cái động từ to be ở phía trước. Ví dụ như ở trong này thì chú Long nói là I am responsible for. Vậy chúng ta nhớ cái cụm từ này có nghĩa là chịu trách nhiệm. Responsible for. Ok. Đây là cái nội dung rất là quan trọng trong cái bài này. Chúng ta phải nhớ được các cái danh từ ở cái cột thứ hai thì nó sẽ đi với các cái cụm, các cái động từ hoặc là cái tính từ ở cái cột thứ nhất. Em phải nắm nó. Ok. Và cái hoạt động tiếp theo chúng ta sẽ ôn lại cái này bằng cách chúng ta sẽ làm gì? Cô sẽ có một các cái thông tin nó nằm xen kẽ với nhau và em sẽ ghép xem thử là các cái động từ được đánh số 1 đến 5 thì nó sẽ đi với cái các cái danh từ nào và cái bức hình tương ứng của nó sẽ là gì. Thì em thử làm cái này nào. Quyết liệt. Sau một khoảng thời gian thì dần dần các thông tin này nó sẽ bị mất đi nên em phải làm nhanh ha. Okay. Now try it please. Là có thể ghi ra tờ giấy của mình chẳng hạn hoặc là sách của mình. Và sau đó chút nữa chúng ta sẽ kiểm tra đáp án sau. Okay. Let's try it. Enjoy some music.
Okay, now let's check the answer. Chúng ta kiểm tra đáp án nào. Number one, the verb shop for. Chúng ta có động từ shop for thì sẽ đi với bức hình nào các em? À, sorry, đi với cái danh từ nào trước nào? One, B and B, capital B, okay. Shop for grocery, cô nhắc lại đó nghĩa là đi mua sắm, đi mua hàng hóa dùng trong gia đình. Shop for grocery. Now number two, we have the verb divide to household chores. Divide the household chores, phân chia công việc gia đình, right? Number three, do the washing up, right? Rửa chén, do the washing up. Number four, good. Here chúng ta có cái động từ số 3 thì chúng ta sẽ có nhiều cái đáp án bởi vì do nó đi với một số đến 3 cái cụm từ, cụm cái danh từ trong này. Do the heavy lifting, right? Khuông vác, làm việc nặng. Và còn gì nữa các em? Do nó còn đi với động từ nào nữa nào? Đi với danh từ nào nữa nào? Do what? Do the laundry, right? Giặt ủi, lo việc giặt đồ trong gia đình. Okay. Number four, các bạn đã trả lời rồi. Good. Be responsible for household finances. Okay. Chịu trách nhiệm về cái tài chính trong gia đình. And number five, let's see. Take out the rubbish. Đi đổ rác, dọn rác. Okay. Em cố gắng nắm các cái cụm từ này và cái nghĩa của nó. Okay. Chúng ta đã xong cái bài học đầu tiên, cái tiết đầu tiên của Unit 1. Và về nhà chúng ta sẽ làm gì? First one, chúng ta sẽ luyện practice the conversation. Chúng ta luyện lại cái đoạn hội thoại các em à. Thứ hai, chúng ta sẽ đọc lại các cái từ và cụm từ mà chúng ta đã học trong cái hoạt động số 3. Và sau đó đặt một số những câu sử dụng các cái cụm từ này. Okay. Và phần tiếp theo là cố gắng chuẩn bị cái bài học cho cái tiết tiếp theo. Tiết language nằm ở trang số 7 và trang số 8 trong sách. Ok, get it? Là bài học chúng ta kết thúc tại đây. Các em về nhớ chuẩn bị bài tập về nhà, những cái nhiệm vụ của chúng ta ở nhà và sẽ gặp lại nhau vào chiều thứ sáu. Okay. Goodbye and see you.